Xin chào tất cả các bạn, mình là Trà My đến từ công ty truyền thông Vietstarmark. Hôm nay Vietstarmark chúng tôi đang thực hiện dự án quay viral quảng cáo cho sản phẩm về ngành gia dụng. Có thể các bạn chưa biết, dưới sức ép để có thể kịp tiến độ on air trong dịp Tết, chúng tôi đã phải chạy nước rút rất là căng thẳng cho dự án này. Kể từ khi nhận được brief của khách hàng cho đến khi tiến hành sản xuất chỉ diễn ra trong vòng đúng một tuần. Với sự nỗ lực tuyệt vời của cả ekip, trong vòng 66 shot hình cần quay, ekip đã hoàn thiện chỉ với 20 giờ quay liên tục với máy quay Arri. Là agency đồng hành trực tiếp với Nagakawa, hãy cùng Vietstarmark điểm lại những điều thú vị và bất ngờ đằng sau chiến dịch này nhé! Sáng sau 20 giờ quay liên tục của cả ekip, cuối cùng cũng đã đến những phân cảnh cuối của dự án rồi. Mặc dù dự án này đã đặt ra thử thách rất lớn về mặt thời gian cho toàn bộ ekip, tuy nhiên là vẫn không làm khó được lòng tận tâm và sự nhiệt huyết của cả Vietstarmark chúng tôi. Các bạn nhớ follow Vietstarmark nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những thước phim hậu trường lần sau nhé.